Nga phá hủy hàng loạt khí tài hạng nặng của Ukraine. Quân Ukraine bị đánh bật khỏi Bogdanovka, giao tranh ác liệt ở Chasovka. Nga chỉ phóng một tên lửa, phá hủy hơn 30 khẩu pháo của Ukraine. Cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc bước vào ngày bỏ phiếu chính thức. Cận cảnh hai thành phố ở Liên bang Nga đối mặt với lũ lụt tồi tệ nhất 70 năm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mới đây, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 9 tháng 4, quân Nga gây thiệt hại lớn cho Ukraine cả về nhân lực lẫn khí tài ở 131 khu vực khắp chiến trường, Bộ này cho biết lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 25 binh sĩ Ukraine ở thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv trong ngày qua. Tại Donetsk, các lực lượng Nga hạ hơn 830 binh sĩ Ukraine cũng như nhiều khí tài hạng nặng của Kiev. Các khí tài này bao gồm hệ thống pháo tự hành Krab của Ba Lan sản xuất, pháo L-119 và pháo tự hành FH-70 Anh sản xuất, pháo tự hành M-109 Paladin và pháo tự hành M-777 do Mỹ sản xuất pháo tự hành Mustar B, cũng như các trạm tác chiến điện tử và trạm radar phản pháo ANTPQ-50. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng, trong ngày qua, lực lượng phòng không Moscow bắn hạ 236 UAV, một tên lửa chống hạm Neptune và 5 rocket bắn từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine. Cùng thời điểm này, các đơn vị của Nga với lực lượng chính của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 200 thuộc hạm đội phương Bắc đã đánh bật quân Ukraine ở làng Bogdanovka, phía tây bắc thành phố Chashovya. Điều này đã được cả các nguồn tin của Nga và Ukraine đưa tin. Các đơn vị của Ukraine sau khi đánh bật khỏi làng Bogdanovka đã lui về làng Kalinovka, nằm ở hướng đông bắc của Chashovya, tiếp tục củng cố phòng thủ tại đây nhằm ngăn chặn quân Nga chờ viện binh tới. Thành công sau khi chiếm làng Bogdanovka sẽ tạo đầu cầu để quân Nga tiếp tục tiến công vào sườn Đông Bắc, kéo giãn lực lượng Ukraine phòng thủ để các nhóm tấn công của sư đoàn Dù 98 đang tấn công Chasovnya từ phía đông thuận lợi hơn. Tuyến phòng thủ tiếp theo để quân Nga có thể tiếp cận Chasovnya từ hướng Đông Bắc là làng Kalinovka. Nhưng có khả năng quân đội Nga sẽ không có trực tiếp đối đầu với Kalinovka vì các trận đánh đã diễn ra trong khu vực nội đô Chasovnya. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga đang tăng viện nhiều đơn vị tấn công tới Chasovia. Các trận đánh đang diễn ra tại tiểu khu Kano, nằm ở phía đông kênh đảo Seversky Donetsk Donbass, cũng như trên các tuyến đường tiếp cận thành phố từ phía Bắc và Đông Nam. Kênh quân sự RVRN Kory trên mạng xã hội Telegram đưa tin, sư đoàn dù số 98 Ivanovo của Nga tiếp tục hạ cục từng cứ điểm ở ngoại ô thành phố, đánh bật lực lượng Ukraine khỏi một số vị trí. Tuy nhiên, các trận đánh tại đây vẫn diễn ra rất ác liệt. Ngoài ra, ở ngoại ô phía nam cho quân Nga đã tấn công vào các vị trí phòng ngự của lữ đoàn xung kích Ayov số 3 mới rút được từ Avdika về để tăng viện cho cho Các đơn vị của lữ đoàn Azov vừa đứng chân trong khu dân cư đã bị pháo binh và không quân Nga tấn công dữ dội. Trong khi đó, lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã tấn công một tòa nhà ở Chasovya, nơi đóng quân của lữ đoàn 93 Ukraine đang làm nhiệm vụ phòng thủ Chasovya. Hậu quả của cuộc tấn công là nhiều lính đánh thuê bị thiệt mạng. Vừa qua, theo hãng tin RT, đoạn video do máy bay không người lái ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội hôm 9 tháng 4 cho thấy khoảng 32 khẩu pháo D-20 có từ thời Liên Xô cũ được xếp ngoài trời theo đội hình. Chưa rõ thời điểm cuộc tấn công được thực hiện, nhưng mục tiêu được xác định là cơ sở quân sự gần thành phố Arctica ở vùng Sumy của Ukraine và giáp biên giới với Nga cuộc tấn công dường như đã phá hủy và thổi bay hầu hết các khẩu pháo chỉ còn lại một vài khẩu đoạn video cũng cho thấy vụ nổ mạnh đã khiến nhà chứa máy bay gần đó bị hư hỏng nặng hiện chưa rõ liệu các khẩu pháo của ukraine có còn hoạt động trước khi xảy ra vụ tấn công hay không do chúng được xếp thành một nhóm lớn và để ở ngoài trời tuy nhiên ngay cả khi những khẩu pháo này không còn hoạt động chúng vẫn là tài sản quân sự có giá trị bởi chúng có thể cung cấp linh kiện thay thế hoặc làm mồi nhử trên tiền tuyến trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cường kích ném bom Su-34 của không quân nước này đã sử dụng bom lượt FAB-500 để tấn công vào các sở chỉ huy của Ukraine gần phía nam Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video và cho biết, phi hành đoàn Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện cuộc tấn công sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía nam Donetsk. Theo bộ này, lực lượng Nga đã sử dụng bom FAB-500 được trang bị các mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPC cho phép tiến hành các cuộc tấn công ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương. UMPC là mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát được tạo ra để chuyển đổi nhiều bom thường thành bom dẫn đường thông minh, đồng thời tăng tầm bay của bom thêm hàng chục km. Sau khi rời khoang vũ khí máy bay, mô đun lắp trên bom sẽ mở cánh và hướng bom đến tọa độ xác định trước nhờ hệ thống quán tính được lắp đặt với tính năng hiệu chỉnh tín hiệu vệ tinh GPS. F-3B-500-162 hiện là loại bom có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Bom có trọng lượng 500kg, thường được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự cũng như phá hủy các phương tiện bọc thép của đối phương. Mới đây, theo hãng tin Reuters, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Omitruk chia sẻ trên Telegram về việc các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 20 UAV của Nga trong đêm tại 7 khu vực Mykolaiv, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Botava, Venezia và Lviv. Giới chức quân sự và địa phương ở Ukraine xác nhận, Nga đã phóng UAV giá theo nhiều đợt nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở năng lượng. Ông Maxim Kozitsky, thống đốc khu vực Lviv, cho biết mảnh vỡ UAV đã làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía Tây và gây ra hỏa hoạn. Trong khi đó, ông Ole Kipper, thống đốc vùng Odessa, nói các đường dây điện đã bị mảnh vỡ UAV phá hủy. Bộ Năng lượng Ukraine tuyên bố thiết bị tại một cơ sở năng lượng đã bị hư hỏng ở khu vực miền trung Botava. Không quân Ukraine cho biết thêm, Nga đã phóng 4 tên lửa từ hệ thống tên lửa đất đối không S-300, song thông tin chi tiết về chuyện gì đã xảy ra với các tên lửa Nga không được công bố. Phía Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Cũng trong bối cảnh đó, tờ Pravda dẫn nguồn tin tình báo cho biết hai máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một trung tâm huấn luyện hàng không của Nga ở thành phố Boris thuộc tỉnh Voronezh. Đây là một hoạt động do cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine thực hiện. Thống đốc tỉnh Voronezh Alexander Gusev cho biết, Hệ thống phòng không và tác chiến điện tử Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái trên khu vực. Thông tin sơ bộ cho thấy không có thương vong. Quan chức này không tiết lộ khu vực đánh chặn máy bay không người lái. Trong khi đó, các kênh Telegram của Nga chia sẻ video về vụ tấn công, xác nhận hai máy bay không người lái đã tấn công trung tâm huấn luyện hàng không Chkalov ở Borisov. Vừa qua, tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới rộng khoảng cách dẫn trước đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Đây là kết quả thăm dò dư luận của Reuters Ipsos công bố ngày 9 tháng 4. Cụ thể, khoảng 41% số cử tri tham gia cuộc thăm dò ý kiến kéo dài 5 ngày, kết thúc vào ngày 9 tháng 4, cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm họ trả lời khảo sát. Con số này đối với cựu tổng thống Trump là 37%. Theo đó, khoảng cách ông Biden dẫn trước ông Trump là 4%, cao hơn tỷ lệ 1% trong cuộc thăm dò cũng do Reuters Ipsos thực hiện hồi đầu tháng 3 vừa qua. Kết quả thăm dò cũng cho thấy nhiều cử tri vẫn chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng. Khoảng 22% số cử tri cho biết họ chưa chọn ứng cử viên nào. Số cử tri này đang nghiêng về các lựa chọn bầu cho người thứ ba hoặc có thể sẽ không bỏ phiếu. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos bao gồm phản hồi từ 833 cử tri đã đăng ký được khảo sát trực tuyến trên toàn quốc sai số trong cuộc thăm dò này vào khoảng 4%. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa đã giành được lợi thế đáng kể trong số cử tri không có bằng đại học, cử tri nông thôn và cử tri da trắng theo đạo tin lành. Đảng Dân Chủ vẫn nắm giữ được nhóm cử tri quan trọng, chẳng hạn nhóm cử tri da màu, giới trẻ, đồng thời giành được chỗ đứng đối với các cử tri có trình độ đại học. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, theo các cuộc thăm dò của al Monitor, Tổng thống Nga Putin là nhà lãnh đạo thế giới được nhiều người dân ở nhiều nước Trung Đông yêu mến. Theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây, Moscow và Bắc Kinh càng đóng vai trò quan trọng hơn ở Trung Đông và Bắc Phi so với 10 năm trước và sớm có thể sánh ngang ảnh hưởng của Washington trong khu vực trong thời gian tới. Cuộc thăm dò được Al Monitor hợp tác với công ty phân tích dữ liệu Premise thực hiện tại 4 quốc gia gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Tunisia với 2.670 người tham gia khảo sát. Khi được hỏi nhà lãnh đạo nào trong số ba nhà lãnh đạo thế giới mà họ coi trọng nhất, khoảng 44,4% chọn Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp theo là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khoảng 33,8%, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ có 21,7%. Ông Putin đều nhận được đánh giá cao nhất ở cả bốn quốc gia. Ông Biden nổi tiếng hơn một chút ở Iraq 29,2%, nhưng vẫn đứng thứ ba sau ông Putin 35,5% và ông Tập Cận Bình 35,3%. Amonisir cho rằng uy tiến của Washington bị ảnh hưởng do nước này ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza, nhưng lưu ý rằng nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến ý kiến của người tham gia khảo sát. Đúng 6 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 4 theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội mới của nước này. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc NEC, cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến 18 giờ cùng ngày tại 14.259 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Theo quy định hiện hành, có tổng số 300 ghế quốc hội được bầu, bao gồm 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng. Sự quan tâm của cử tri Hàn Quốc đối với cuộc bầu cử quốc hội khóa 22 này là rất lớn, thể hiện ở việc cử tri đi bỏ phiếu sớm trong đợt bỏ phiếu ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4 đạt mức kỷ lục 31,28%. Như vậy, trong ngày bỏ phiếu chính thức hôm nay sẽ chỉ còn khoảng 30 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục cũng thu hút sự chú ý về việc liệu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng có vượt mức 70% hay không. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 là 66,2%. Các nhà phân tích chính trị cho rằng 48 khu vực bầu cử ở Seoul là chiến trường chính sẽ quyết định kết quả bầu cử. Các số liệu thống kê cho thấy kết quả kiểm phiếu ở Seoul thường phản ánh kết quả bầu cử tổng thể. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 4, coi báo động lũ lụt đã vang lên ở hai thành phố của Liên bang Nga, cảnh báo hàng nghìn người phải sơ tán ngay lập tức khi hai con sông lớn dâng cao gây ra một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất 70 năm. Trong đoạn video do người đứng đầu thành phố Orenburg, Sergei Somin công bố, được hãng tin Reuters phát cho thấy các đường phố ở ngoại ô Orenburg đã biến thành sông và người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển thay cho ô tô. Cũng trong đoạn video này, người ta còn thấy một số con vật bị bỏ lại cần được giải cứu sau khi chủ nhân của nó vội vã sơ tán do lũ lụt. Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga Alexander Kurenkov cùng ngày đã thực hiện một chuyến thị sát tới các khu vực bị ngập lụt ở Urals và phía tây Siberia để đánh giá tình hình thực tế. Tuyết tan nhanh chóng trên các vùng thuộc dãy núi Ura và Siberia đã làm mực nước ở một số con sông dâng cao, khiến ít nhất 10.500 ngôi nhà bị ngập lụt và đặt hàng nghìn ngôi nhà khác trước nguy cơ bị ngập. Sông Ura, con sông lớn thứ ba ở châu Âu chảy vào biển Caspian, đã gây vỡ đập hôm 6 tháng 4, làm ngập lụt thành phố Osk, ngay phía nam dãy núi Ural. Ở Hạ Lưu, mực nước ở Orenburg, thành phố có khoảng 550.000 dân cũng đang dâng cao và dự kiến đạt đỉnh lũ vào ngày 10 tháng 4. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao động của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại